Xin chào các bạn, mình cũng vừa mới nhận được chiếc đồng hồ. Đây là một chiếc đồng hồ giá rẻ mà chỉ có 23.000 đồng thôi. Và chúng ta hãy cùng xem xem với 23.000 đồng thì chiếc đồng hồ này nó sẽ như thế nào. Chiếc đồng hồ giá rẻ 23.000 đồng đây các bạn nhé. Bên trong thì nó không có cái gì ngoài một cái tờ hướng dẫn sử dụng có cả tiếng Anh và tiếng Trung. Còn đồng hồ của chúng ta đây. Các bạn có thể thấy nhìn mặt bên ngoài của nó là màu đen. Chúng ta sẽ bóc cái màn hình này ra. Dây của nó thì là dây vàng. Với đồng hồ này nó sẽ có rất nhiều các cái màu dây. Và cái dây này là cái dạng cao su mềm các bạn nhé. Đấy, chúng ta có thể tháo ra này. Lắp nó vào. Ở mặt sau thì nó không có cái gì cả, không có cả cái chỗ cắm sạc. Như vậy với cái đồng hồ này khi mà hết pin thì chúng ta cần phải tháo ra để chúng ta thay pin đây là cái nút cảm ứng của nó đấy các bạn nhìn thấy ra. bấm một phát là nó sẽ hiển thị lên và cái màn hình của nó là cái dạng led 7 đoạn nó hiển thị và nó chỉ hiển thị vài giây thôi nó sẽ tự tắt nó đi đầu tiên nó sẽ hiển thị giờ phút 9 giờ 52 phút này nhấn một lần nữa thì nó sẽ hiển thị ngày tháng các bạn nhé ngày 25 tháng 3 tháng là phía trên ngày phía dưới nhấn một lần nữa thì là nó sẽ hiển thị dây nó đếm và nó chỉ có ba cái chế độ như vậy thôi còn cách sử dụng của nó thì như sau. Chúng ta bật lên. Chúng ta nhấn giữ khoảng 3 giây. Khi mà nhấn giữ 3 giây xong thì nó sẽ nháy nháy là đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt giờ. Đây là 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ. Đấy, chữ ở phía dưới là là chữ A hoặc chữ P có nghĩa là AM hoặc PM là chỉ giờ buổi sáng hay buổi chiều. Nhấn giữ một lần nữa thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta là để chỉnh phút. Nhấn giữ một lần nữa thì nó sẽ chỉnh năm Nhấn giữ lần nữa thì là chỉnh tháng, rồi nhấn giữ lần nữa là chỉnh ngày. Đấy là cái cách sử dụng của nó như vậy thôi. Rất chi là đơn giản. Và đây khi mà mình đeo nó trên tay đây, cổ tay của mình thì cũng tương đối nhỏ. Các bạn thấy là nó cũng tương đối gọn gàng, rất chi là nhỏ nhắn, xinh xắn. Chúng ta chỉ cần bấm vào là chúng ta xem được giờ luôn nhưng mà cái cách hiển thị của nó khi mà nó tắt đi chúng ta bấm lại nó cứ hiển thị nháy lên như này hơi mất thời gian tí kẻ nó hiển thị thẳng luôn lên giờ thì rất tiện hơn mình thấy là cũng khá ok so với cái hiển thị và với cái giá tiền như thế này thì là cũng rất ok rồi tuy nhiên là cái kiểu dáng cũng như là cái tính năng này thì nó hơi trẻ con chúng ta có thể là mua về cho con em của chúng ta sử dụng cũng được còn người lớn thì mình thấy nó cũng không phù hợp cho lắm mình có một cốc nước ở đây và mình sẽ thử nhúng nước xem với cái đồng hồ này nó có thể chịu được nước hay không mình thì cũng chỉ kỳ vọng là nó chịu được mưa nhỏ thôi Thế còn mưa lớn thì cũng không kỳ vọng cho lắm. À, mình sẽ ngoái 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 cho một lúc sau đó là mình sẽ bật nó lên. Rồi. Vẫn hiển thị lên rất ok. Như này thì khả năng là chịu được mưa nhỏ thì cũng ok. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, khi mà chúng ta tháo cái lớp vỏ cao su ra thì ở đây không hề có một cái ốc nào. Thì mình nghĩ rằng là cái lớp vỏ cao su này nó giống như một cái gio để nó chặn nước không vào các cái khe của cái đồng hồ này. Do đó nếu mà chúng ta đeo ấy, chúng ta cần phải luôn luôn đảm bảo là cái đồng hồ nó nằm ở trong cái vỏ cao su, cái dây đeo của chúng ta để nó sẽ chặn nước ở các cái khe này nó không vào bởi vì cái đồng hồ này nó không hề có ốc và nó chỉ liên kết với nhau bằng các cái ngàm nhựa thôi. Và khi mà nó hết pin thì chắc chắn là các bạn sẽ phải mở ra và chúng ta phải thay pin nó giống như các cái đồng hồ thông thường chứ không phải là một cái đồng hồ thông minh mà chúng ta có thể sạc khi mà hết pin. Rồi, với cái giá khoảng 23.000 như này thì mình nghĩ là cũng không đòi hỏi nhiều ở một cái đồng hồ như này. Nếu như mà chúng ta có thể mua làm quà tặng cho con em của chúng ta thì mình cũng thấy rất ok. Còn nếu như mà đeo sử dụng cho người lớn thì mình thấy là nó cũng hơi trẻ con quá. Nếu bạn nào đã sử dụng rồi hãy cho ý kiến để cho các bạn cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.